Tin tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang tới bạn bởi kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Sau đây là những nội dung chính. Sáng nay mùng 3 tháng 9, bão Yagi đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-75 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc khoảng 20-25 km/h. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khi bão di chuyển vào Biển Đông, các điều kiện khí quyển, gió, khí áp, đại dương, nhiệt độ nước biển ở khu vực Biển Đông đang là 30-31 độ, thuận lợi cho việc bão mạnh lên và di chuyển theo hướng Tây. Cũng theo trưởng phòng dự báo thời tiết, mặc dù các dự báo đều đồng ý rằng bão Yagi sẽ mạnh nhất khi ở phía đông đảo Hải Nam, Trung Quốc, nhưng cường độ dự báo lại có sự khác biệt đáng kể. Nhật Bản dự báo bão mạnh nhất ở cấp 13, giật cấp 17, trong khi Trung Quốc dự báo cấp 15 và Mỹ dự báo cấp 16, giật trên cấp 17. Hiện tại, chưa thể chắc chắn liệu bão Yagi có vượt qua đảo Hải Nam và đi vào vịnh Bắc Bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam hay không. Tuy nhiên, ông Hưởng cảnh báo rằng, từ ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Yagi. Dự báo từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Từ ngày 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật trên cấp 11-12, biển động mạnh. Dự báo trong khoảng từ ngày 4-6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc Biển Đông. Gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 16, vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4 mét, vùng gần tâm bão 3-5 mét. Sau đó, từ 4-6 tháng 9, có thể tăng lên 5-7 mét, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Dự báo thời tiết ngày 3 tháng 9 2024, khoảng chiều và đêm nay bão Yagi đi vào Biển Đông. Trên đất liền miền Bắc có mây, ngày nắng oi bức, tối có mưa rào và dông vài nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay bão Yagi gần Biển Đông đang mạnh lên. Hồi 19 giờ ngày 2 tháng 9, vị trí tâm bão Yagi ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 122,3 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía đông đảo Luzon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, 62-74 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc khoảng 20 km/h. Dự báo khoảng chiều và đêm nay 3 tháng 9, bão Yagi đi vào Biển Đông. Từ chiều nay vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Trên đất liền, thời tiết hôm nay miền Bắc có mây, ngày nắng, chiều oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25-35 độ. Miền Trung có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung ở phía Nam, nhiệt độ từ 25-34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ Tây Nguyên từ 21-31 độ, nhiệt độ Nam Bộ từ 24-32 độ. Dự báo thời tiết 3 tháng 9 2024, chi tiết các vùng trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Đà Nẵng, Bình Thuận có mây,
phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, nhiều mây có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Nam Bộ, nhiều mây, có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều oi bức, đêm không mưa, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Sapa, Lào Cai, ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 20 đến 30%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, ngày nắng, đêm không mưa, xác suất mưa 20 đến 30%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 60 đến 70%, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Đà Nẵng, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 65 đến 75%, gió đông 2 đến 3 m trên giây, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Thành phố Quy Nhơn, Bình Định, ngày nắng, chiều và tối có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 70 đến 80%, gió tây nam 2 đến 4 m trên giây, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, ngày nắng, chiều tối và tối có lúc mưa rào và dông, xác suất mưa 65 đến 75%, gió tây nam 2 đến 4 m trên giây, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 80 đến 90%, gió tây nam 2 đến 3 m trên giây, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 70 đến 80%, gió tây nam 2 đến 3 m trên giây, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Thành phố Cần Thơ, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 70 đến 80%, gió tây nam 2 đến 3 m trên giây, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực Đông Bắc Biển Đông. Gió mạnh tối đa có thể giật cấp 15 vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, khu vực này sóng biển khả năng cao 5-7 m. Chiều tối ngày 2 tháng 9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin lần 1 về bão Yagi. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, tối qua 1 tháng 9, áp thấp nhiệt đới ở khu vực miền Trung của Philippines đã mạnh lên thành bão. Cơn bão có tên quốc tế là Yagi và là cơn bão thứ 11 hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương. Lúc 13 giờ chiều nay, tâm bão trên vùng biển phía đông đảo Luzon, Philippines với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão Yagi di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc-Tây Bắc. Nhiều khả năng trong đêm mai mùng 3 tháng 9, bão sẽ vượt qua kinh tuyến 120 và đi vào biển đông của nước ta. Khi bão di chuyển vào biển đông, các điều kiện khí quyển, đại dương thuận lợi cho mạnh lên và di chuyển theo hướng Tây của bão Yagi, ông Hưởng cho hay. Cũng theo ông Hưởng, đến thời điểm này 13 giờ ngày 2 tháng 9, các trung tâm dự báo của Việt Nam và quốc tế đều thống nhất khi vào Biển Đông, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cường độ có xu hướng mạnh lên. Các dự báo đều cho rằng bão Yagi mạnh nhất khi ở khu vực phía đông của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Nhưng có một sự khác biệt đáng kể. Cụ thể, dự báo của Nhật Bản cho thấy cường độ mạnh nhất đạt cấp 13, giật cấp 17. Trung Quốc và Hồng Kông dự báo cấp 15. Mỹ dự báo cấp 16, giật trên cấp 17. Ông Hưởng thông tin thêm, đến thời điểm này chưa thể khẳng định bão Yagi có vượt qua đảo Hải Nam và di chuyển vào vịnh Bắc Bộ để ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta hay không. Tuy nhiên, từ ngày mai mùng 3 tháng 9, ở vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có những ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Từ chiều cùng ngày, vùng biển phía đông bắc của khu vực biển này, gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật trên cấp 11, biển động mạnh. Dự báo trong khoảng từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc Biển Đông.
gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, giật cấp 15 vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 2-4 mét. Sau đó, ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 9, có thể tăng lên 5-7 mét, biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền. Theo ông Hưởng, đây mới là những nhận định sơ bộ về diễn biến của bão Yagi. Vì khi vượt qua phía bắc đảo Luzon, cường độ và đường đi của bão sẽ còn có những thay đổi do tác động của địa hình và dòng dẫn quy mô lớn. Người dân cần cập nhật liên tục các dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để nắm bắt những thay đổi mới nhất.